Rồi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì bữa nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái mẫu lưỡi câu lương. Đây là cái mẫu lưỡi trung bình các bạn ha. Các bạn có thể sử dụng để câu lương từ tầm nửa ký đổ lên. Lương nhỏ, lương lớn gì các bạn cũng có thể câu rất là đơn giản. Cái mẫu lưỡi này thì lương nhỏ, lương lớn thì câu cũng được nha các bạn. Thì cái mẫu lưỡi này do mình chọn là cái mẫu lưỡi trung bình. Cho nên rất dễ sử dụng. Các bạn có thể sử dụng cái mẫu lưỡi này để các bạn câu cắm lương, thả lương, là các bạn câu nọc đồ cũng được hết các bạn ha. Đó. Thì đây là 100 lưỡi thì giá vẫn như là lưỡi câu cắm cá lóc thôi nha bạn ha, cũng cỡ giá đó ha. Các bạn có thể sử dụng cái lưỡi câu này nè các bạn, để các bạn độ lại làm cái lưỡi câu lương mà các bạn đi cắm hột vô trong hang á, giống như rất nhiều anh em đã làm các bạn ha. Độ các bạn độ lại, các bạn bỏ cái ngạnh này đi nè. Đó, xong các bạn vuốt nhọn lại, các bạn làm thành cái lưỡi câu hang, cái lưỡi câu mà các bạn họa tìm được cái hang, các bạn thả vô, các bạn giữ nó, thì cái lưỡi câu này các bạn có thể đồ lại làm được như vậy nhé bạn ha. Ngoài câu cắm thì có thể làm luôn cái kiểu lưỡi đó. Thì về cái mồi các bạn cắm câu lương thì các bạn có thể sử dụng hồi lòi. Đó, hồi lòi cái một con các bạn cắt khúc ra, cắt nhiều khúc ra để các bạn móc vô đây để các bạn câu, hoặc là các bạn có thể sử dụng trùng. Đó, thì đó là hai cái bài mồi mà cắm câu lương rất là phổ biến, dễ sử dụng nữa bạn ha. Ngoài ra thì cái mồi cắm câu lương thì cũng tùy dùng, tùy người và tùy cái phong cách của mọi người, thì có thêm được nhiều bài mồi khác nữa, cũng nó cũng nhiều bài mồi lắm bạn. Rồi thì đó, thì đó là sơ bộ về cái mẫu lưỡi câu lương này bạn ha. Cái đầu tóm lưỡi ngay chỗ đây là cái đầu dẹp nha bạn. Thì cái đầu dẹp này thì nếu các bạn sợ ruột á, thì các bạn hãy tóm cỡ 6-7 vòng gì đó, thì nó chắc chắn là nó sẽ không có bị tuột dây. Đây là hết phong rỉ luôn bạn ha. Cái này các bạn không sợ sét, nếu sử dụng là cứ thoải mái, không có sợ sét như mấy cái lưỡi lưỡi hộp. Rồi thì đây là cái chỗ lưỡi câu lương ngay chỗ cái shop mình cung cấp nha các bạn ha. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì các bạn cứ gọi điện thoại trực tiếp cho mình 0786 493 437 nha các bạn. Thì mình sẽ ship hàng toàn quốc cho bạn luôn. Thì cái tiền ship là 30.000 một lượt ship nha các bạn. Các bạn mua bao nhiêu lưỡi thì nó cũng 30.000 tiền ship hết. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình nha.